Tử Vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo lục thập hoa giáp, người tuổi Bính Dần nhiệt tình phóng khoáng, tự tin hiếu thắng, hay nói, hay cười, thiếu bình tĩnh, tâm tình bất ổn, dễ kích động tức giận, khuyết thiếu cẩn thận chăm chú. Luận giải dựa trên kiến thức tử vi thì Bính là Thái Dương, tọa Trường Sinh, có ánh sáng sắc bén nên chủ nhân thông minh, nhưng lại tọa Kiêu Thần, đoạt thực nên không may mắn. Người sinh vào khoảng thời gian sau Đông Chí, trước Hạ Chí là Mậu Thổ, Trường Sinh với Dần, thực thần vượng, chủ nhân thông minh, cát lợi. Người sinh vào khoảng thời gian sau Hạ Chí, trước Đông Chí thì Mậu Thổ, Trường Sinh ở thân, thực thần yếu, vận trình kém hơn một chút. Người sinh năm Bính Dần 1986 thường có tính cách phóng khoáng, yêu tự do và thích mạo hiểm. Những người này từ khi còn trẻ đã có những ước mơ, hoài bão, ý chí lớn để xây dựng sự nghiệp. Họ ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao, tự lập với cuộc sống của mình. Tài năng lãnh đạo tốt đã giúp họ đạt được nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, được mọi người yêu quý. Tuổi này làm việc rất khoa học, hiệu quả, tuy nhiên lại quá nóng vội, đôi khi mắc phải sai lầm. Bước vào năm 2021, tử vi học dự báo trong năm này, tuổi Bính Dần gặp được cát tinh chiếu mệnh, vận thế tăng vọt so với trước đó. Mọi sự vất lên như diều gặp gió, tài lộc dồi dào, không kể xiết. Vậy chi tiết vận trình tử vi của tuổi Bính Dần trong năm mới sẽ có diễn biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Bính Dần trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 cho biết người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh hỏa, ám hợp với thái tuế, tạo ra cục diện thực thần hợp quan. Năm 2021 là một năm đáng để mong đợi, vận thế của người tuổi Bính Dần tăng vọt, nhiều việc sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, năm nay có lợi cho việc kinh doanh và phát triển. Hầu hết các tài năng của bạn đều được xếp đánh giá cao, chú ý. Nếu có cơ hội thăng tiến dưới sự tiến cử của lãnh đạo và đôi khi còn cải thiện túi tiền. Vì vậy, bạn phải thể hiện thật tốt trong thời gian này. Thái tuế là hồng loan đào hoa của người tuổi Dần, có thể thấy chuyện tình cảm của bạn sẽ xuất hiện nhiều mối duyên bất ngờ. Bước sang năm 2021, nam Bính Dần sinh năm 1986 sẽ 35 tuổi. Tổng thể đường tài lộc trong năm nay không tệ. Tuổi Dần có lý tưởng và tham vọng rất lớn, nên chỉ cần biết tận dụng tài vận, họ có thể sẽ tạo ra kết quả tốt hơn trong lĩnh vực của mình. Năm nay, bạn phải làm việc chăm chỉ và biết cách tiết kiệm. Dù có khả năng kiếm tiền cao, nhưng bạn cũng không được tự mãn. Dù còn độc thân hay đã có gia đình, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để quản lý và điều hành đời sống tình cảm của mình trong năm mới Tân Sửu. Ngoài ra, bạn phải quan tâm nhiều hơn đến mặt thể chất và tinh thần. Dù sao, sức khỏe cũng là nền tảng của cuộc đời bạn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Bính Dần sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Bính Dần qua tất cả các phương diện. Thứ nhất,
về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 cho biết tuổi này có cơ hội tốt trong nghề nghiệp, có lợi cho việc hợp tác làm ăn, sẽ có dự án hợp tác bất ngờ, tài năng và năng lực của người đó có thể được lãnh đạo, sếp đánh giá cao và ghi nhận. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều công việc khó khăn chờ đón bạn. Năm nay sẽ có thiên ất quý nhân hỗ trợ, sẽ sớm giúp sự nghiệp của bạn được vinh hiển, dễ thăng quan, tiến chức, đi đến đâu cũng tránh được tai họa. Vì vậy, trong năm 2021, nam Bính Dần có thể tiếp tục phát triển tốt, thị trường làm ăn tốt, công ty hoạt động thuận lợi, chớp thời cơ tốt, cộng với năng lực mạnh mẽ và lòng dũng cảm của bản thân, chắc chắn sẽ có thể tạo ra nhiều thành quả vượt trội. Tuy nhiên, cần lưu ý khi tiếp xúc với mọi người phải đề cao cảnh giác, nếu không có thể bị kẻ gian ghen ghét, ném đá, giấu tay. Để tận dụng được cơ hội và sự ưu ái của cấp trên, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Bính Dần hãy đeo theo pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh hỗ trợ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2021 thuận lợi, phát triển và hành thông hơn rất nhiều. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân, giúp đỡ của vòng. Đồng thời, vòng còn giúp tăng vận khí, chiêu cát lành, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Bính Dần. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sẽ gặp nhiều may mắn về tài chính trong năm 2021. Sẽ có thu nhập từ việc hợp tác dự án, lương ổn định và bền vững, thu được các lợi nhuận từ các dự án bất động sản và nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ lãnh đạo hoặc chính phủ. Sao Thái Dương chiếu mệnh, dương thịnh âm suy. Vì vậy, trong năm 2021, nam Bính Dần sẽ có thu hoạch về tiền bạc rất lớn. Thu nhập từ nghề tay phải khá đáng kể, kèm theo tiền lương cơ bản, tiền thưởng, tiền hoa hồng khi cộng lại với nhau cũng dồi dào. Nếu có cơ hội phát tài, tuổi Bính Dần phải quan tâm nhiều hơn đến xu hướng xung quanh và có óc quan sát thị trường nhạy bén. Nhưng điều cần nhắc lại là những người cầm tinh tuổi Dần cần phải nhận ra tầm quan trọng của sự cần cù, tiết kiệm, kịp thời cắt đứt những giao tiếp xã hội kém hiệu quả. Còn đối với nữ tuổi Bính Dần sẽ có tình hình kinh tế khá ổn định. Trong cuộc sống không tiêu xài hoang phí, không có khoản chi lớn nào ngoài chi tiêu hàng ngày, tình trạng kinh tế của họ nhìn chung là tương đối tốt, thu nhập và tiền thưởng của họ sẽ tăng lên ở một mức độ nhất định, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ. Cần lưu ý, vì có họa cấp dữ, phụ nữ tuổi Dần nên cố gắng không tiếp xúc kinh tế với người khác trong năm nay, nhất là khi có người hỏi vay tiền, càng xa càng tốt vì họ đang phải vay mượn tiền bạc. Rủi ro rất cao, có thể xảy ra trường hợp không trả được tiền. Để có thể có nhiều tài lộc hơn nữa, bạn hãy tận dụng sự may mắn và có tương trợ của sao tốt trong năm thì tuổi Bính Dần hãy sử dụng thêm vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp bạn kích tài lộc, chiếu cát lành và tăng may mắn. Đồng thời, khi mang vòng theo bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ việc làm ăn, đầu tư và kinh doanh trong năm 2021. Về mặt tình duyên, tử vi tuổi Bính Dần năm 2021, phần tình cảm có cát tinh Hồng Loan tạo ra nhiều cơ hội tốt cho người độc thân và sẽ có cuộc sống tình cảm vô cùng hạnh phúc. Vận đào hoa của tuổi Bính Dần rất tốt, nhất là đối với người độc thân sẽ có quý nhân phù trợ vây quanh. Chỉ cần họ chủ động và nắm bắt cơ hội là có thể thoát khỏi cảnh độc thân một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, trong quá trình hòa hợp hàng ngày, tuổi Bính Dần phải tiết chế cảm xúc của mình, cố gắng không tỏ ra quá tự cao và cũng không quá mạnh mẽ. Hãy cho đối phương thêm không gian và thời gian, cân nhắc mọi việc từ góc độ của người kia nhằm giúp mối quan hệ phát triển bền chặt hơn. Còn đối với những người đã có gia đình thì phải biết kiềm chế lòng mình, không được có tư tưởng lừa dối. Dù không còn tình cảm với nửa kia thì nên bắt đầu một quan hệ mới khi ly hôn trong hòa bình. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều có bước tiến triển. Tuy nhiên, đó là người độc thân, còn người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đang dần bước đến bước đường cùng. Để có thể cải vận và kích hoạt tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn.
Mong rằng năm 2021 bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Bính Dần năm 2021, nam mạng lưu tâm phương diện sức khỏe. Tuy không có nhiều điều đáng lo ngại, nhưng đối với bạn thì nên tập nếp sống lành mạnh và thường ăn nhiều rau xanh, trái cây, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, nếu không sẽ gây gánh nặng cho dạ dày. Đồng thời, trong năm Tân Sửu, áp lực công việc vẫn khá cao, chú ý làm việc và nghỉ ngơi, không nên thức khuya làm việc, đừng nói là uống cà phê để giải khát, nếu không lâu ngày sẽ nổi lên các hiểm họa. Ngoài ra, bạn phải dành ra một chút thời gian cho việc tập thể dục, có thể đến phòng tập thể dục, thể thao, chạy bộ hoặc có thể tập ở nhà, chỉ cần bạn kiên trì thì hiệu quả khá tốt. Trong năm 2021, nữ tuổi Bính Dần lại chịu nhiều tổn thương do ngũ hành hỏa. Chính vì vậy mà tuổi Bính Dần cần chú ý nghỉ ngơi đều đặn hơn. Cuộc sống hàng ngày, nữ Bính Dần luôn là người rất biết giữ gìn sức khỏe, biết rõ tầm quan trọng của sức khỏe nên luôn chú trọng tình trạng thể chất cá nhân. Tuy nhiên, nữ tuổi Dần cần chú ý điều đó, nhất là đối với những người có kế hoạch giảm cân. Chú ý cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, không nên bỏ qua việc nạp dinh dưỡng vì theo đuổi sắc đẹp, nếu không cơ thể rất dễ gặp vấn đề. Ngoài ra, nữ tuổi Dần cũng nên chú ý giữ ấm khi chuyển mùa để tránh bị cảm lạnh. Lái xe cần đặc biệt chú ý đến an toàn, nhớ tuân thủ luật lệ giao thông, không lái xe trong tình trạng mệt mỏi hoặc uống rượu bia. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân hơn. Đừng có quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, Thầy Gia Cát khuyên con giáp này hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.